Thưa quý vị, thiên tai luôn là loại hình gây thiệt hại cho tính mạng và tài sản của một quốc gia nhiều hơn bất cứ loại hình nào. Theo thống kê của Văn phòng Giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Liên Hợp Quốc, trong vòng 20 năm qua, trên toàn thế giới, các loại hình thiên tai đã tăng lên khoảng 75%. Và Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, chủ động phòng, tránh và giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra là việc làm cần thiết, cần có sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà. Với mục đích cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về thời tiết, diễn biến thiên tai, công tác phòng chống thiên tai, các hoạt động hỗ trợ phòng tránh thiên tai trong cộng đồng, nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai với phương châm phòng tránh, thích nghi với thiên tai và biến đổi khí hậu. Cùng với đó, truyền thông về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong tham gia quản lý rủi ro thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp. Kể từ hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình sẽ phát sóng chương trình Cùng hành động để phòng tránh rủi ro thiên tai định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần. Chương trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khả năng El Nino chuyển pha trung tính với xác suất 85%. Sau đó khả năng từ trung tính chuyển sang La Nina trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 với xác suất trên 60%. Dự báo lượng mưa tháng 5 năm 2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ. Để phòng những đợt nắng nóng diện rộng vẫn còn xảy ra trên khu vực tỉnh trong nửa đầu tháng 5 với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Các hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh cần chủ động các phương án kế hoạch phòng chống cháy rừng, tăng cường kiểm soát người ra vào rừng, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, 5 sẵn sàng. Trong nửa đầu tháng 5 năm 2024, dự báo nắng nóng vẫn còn tiếp tục, lượng mưa thiếu hụt dẫn đến khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đời sống và cây trồng. Bên cạnh việc phòng chống nắng nóng cho cây trồng, đàn vật nuôi, thì bà con nông dân cần có phương án phòng tránh thiệt hại do các cơn mưa đầu mùa gây ra đối với cây trồng. Thưa quý vị, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, dự báo lượng mưa trong tháng 5 đến muộn và thấp hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra. Vì vậy, ngành nông nghiệp đang cùng các địa phương cân đối nguồn nước để đảm bảo sản xuất vụ lúa hè thu. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh dự kiến xuống giống hơn 6.300 hectare lúa, trong đó lúa sớm 106 hectare và chính vụ gần 6.230 hectare. Năm nay trữ lượng nước tại 17 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 105 triệu mét khối, đạt 40% dung tích thiết kế và chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước dự báo lượng mưa tháng 5 thấp hơn trung bình nhiều năm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh phối hợp với các địa phương tính toán cân bằng nước, từ đó vận hành tối ưu hiệu quả các hệ thống thủy lợi, áp dụng phương pháp cấp nước luân phiên tại tất cả các hệ thống công trình thủy lợi để điều phối nước, chống thất thoát lãng phí. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị nông dân áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm để sản xuất vụ hè thu thuận lợi, hiệu quả. Đối với chính vụ, ngành đề nghị nông dân chỉ gieo xạ khi có mưa và kết thúc ngày 10 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, theo chu kỳ thời tiết hàng năm bước vào tháng 5, khu vực Đông Nam Bộ sẽ bắt đầu bước vào mùa mưa. Tuy nhiên, ở mùa khô năm 2023-2024 này, dự báo sẽ kéo dài hơn chu kỳ hàng năm. Vì vậy, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại hội nghị ngày 5 tháng 5, công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở các địa phương, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, không được chủ quan, lơ là, nhất là khi diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay. Trong thời gian qua, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 42 độ C. Cả nước đã xảy ra 15 vụ cháy rừng, làm cháy trên 260 hectare rừng các loại, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân. Đặc biệt, vụ cháy rừng vào cuối tháng 4 vừa qua tại tỉnh Hà Giang đã thiêu rụi gần 20 hectare rừng, hai cán bộ kiểm lâm hy sinh và một kiểm lâm khác bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương. Do đó, nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn ở mức cao.
để tiếp tục chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ngày 27 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 41, công điện số 43 về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước. Đặc biệt tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh thành phố có rừng trực thuộc Trung ương về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ngày 5 tháng 5 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, việc quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ cốt lõi của các địa phương, không nên ỷ lại trông chờ vào các bộ ngành trung ương. Các đồng chí, các địa phương mong các đồng chí phải hiểu rằng việc này là việc của các đồng chí là quản lý rừng, là phòng chống cháy rừng. Cho nên không được lơ là chủ quan, đặc biệt là trong tình thế diễn biến thời tiết rất là phức tạp như hiện nay, một cực đoan, một khó lường hơn. Trong đó đề cao của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Các đồng chí phải chuẩn bị chu đáo cho nguyên tắc bốn tại chỗ, rà soát lại những cái phương án kịch bản mẫu của mình trong tình thế bây giờ, có cái nào nó còn trông trên, nó không còn hợp lý là phải điều chỉnh. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Kiểm lâm cùng với nhiều văn bản về phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2023-2024. Gần đây nhất là ngày 28 tháng 4, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã ban hành và triển khai công văn số 8587 về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, hơn 44.000 hecta rừng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có 28.000 hecta rừng đối mặt với nguy cơ cháy cao, luôn được lực lượng kiểm lâm kiểm soát chặt chẽ. Nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng được kích hoạt, tăng cường, đã phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ, giữ gìn lá phổi xanh. Thưa ông, rừng Bà Rịa Vũng Tàu có những cái đặc điểm gì cần lưu ý trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô này ạ? Đối với cái rừng ở Bà Rịa Vũng Tàu thì nó thuận lợi là có những cái rừng mà nó nằm ở trên địa bàn mà chúng ta cũng dễ quản lý, coi như là cái đường xá đi lại thì cũng dễ dàng. Còn khó khăn là hiện nay trên địa bàn của tỉnh á, cái những người dân sống xung quanh là gian rừng nên có nhiều cái đường mòn lối mở, nên thành ra cái để kiểm soát do những cái người này đi vô ra rừng á, thì nó rất phức tạp. Nếu mà họ bất cẩn mà sử dụng lửa cũng như là đốt dọn rừng rẫy xung quanh vườn rừng thì sẽ gây ra cháy rừng lớn. Được biết là thời gian qua thì tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra một số vụ cháy rừng. Vậy ông có thể cho biết thêm thông tin cũng như là cái nguyên nhân cụ thể của các cái vụ cháy này ạ? Trên địa bàn của Bà Rịa Vũng Tàu thì hiện nay đến thời điểm hôm nay là xảy ra khoảng trên dưới 16 vụ cháy. Diện tích thiệt hại thì có khoảng 2 hecta. Nguyên nhân thì do cái người dân canh tác gần rừng sử dụng lửa bất cẩn để xảy ra cháy. Vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu các tỉnh tăng cường chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì đã có những cái triển khai cụ thể như thế nào ạ? Thực hiện theo cái công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như cục Kiểm lâm và của chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường trực ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh đã có xây dựng cái kế hoạch là phương án và chỉ đạo các cái lực lượng chuyên ngành cùng các cái chủ rừng tăng cường cái công tác ứng trực trên cái lâm phần mà của các đơn vị quản lý để khi mà phát hiện lửa thì để xử lý kịp thời. Bên cạnh đó thì lực lượng kiểm lâm cũng đã có phối hợp với lại chủ rừng địa phương thường xuyên tăng cường cái công tác tuần tra trong những giờ cao điểm. Chúng tôi cũng đã sử dụng cái lay cam để bay trong cái những giờ cao điểm để nhằm phát hiện sớm các đám cháy để xử lý kịp thời. Vừa qua thì ở một số địa phương ở trên địa bàn tỉnh cũng đã có những cái cơn mưa cục bộ. Vậy thì cái công tác phòng chống cháy rừng thì chúng ta có cần phải quan tâm hay không ạ? Như thật cũng đã biết là có xảy ra một cơn mưa vào rạng sáng ngày 4 tháng 5. Thì nói chung là cái lượng mưa cũng rất ít, nên thành ra tất cả các lực lượng chủ rừng cũng như kiểm lâm cũng không có chủ quan trong cái vấn đề mà phòng chống cháy rừng. Tại vì thì hiện nay là
cái những cái tầng lớp lá ủ này kia thì mưa nó xuống nó chưa có thấm hết, nó chưa có ướt hết và cỏ chưa mọc, nên thành ra giờ là cái nguy cơ tiềm ẩn sẽ xảy ra cháy rừng rất là cao. Nên thành ra trong cái công tác phòng giữ cháy rừng hết sức là quan tâm, không có chủ quan. Bà Rịa Vũng Tàu luôn xác định công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, không chủ quan lơ là, nhất là khi diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay. Với phương châm 4 tại chỗ và phát huy trách nhiệm của các tập thể cá nhân, chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng, đến nay mọi người mọi nhà đều ý thức rằng việc phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân. Quý vị, cháy rừng là một thảm họa hủy hoại môi trường, làm thay đổi thời tiết khí hậu, dẫn tới lũ lụt, hạn hán, mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng rất lớn về tài sản và tính mạng của nhân dân. Chủ động phòng tránh, giảm thiểu tối đa những nguy cơ này luôn là việc làm cần thiết và cần có sự đồng lòng, hành động của cả cộng đồng. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.